Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại bây giờ đang là 8 giờ sáng. Thì sáng nay mình có nhận được một hộp quà. Hộp quà của chị Chu Cầu, chị ở Bình Dương. Và hôm qua mình đi ra nhà anh Thắng thì anh Thắng có đưa cho mình một túi mực. Anh Thắng bảo là đây là mực của cô Tuyến ở Quảng Ninh nhá, là cô cho cá nhân mình ấy. Là một túi này. Bây giờ mình sẽ mở cái này ra xem là chị gửi cái gì cho. Cắt đây nhá. Thật đứt tay nhá. Đây là hạt điều hay sao ấy. Đấy. Cái này là chị ấy gửi cho anh Thắng nhá. Bạn Thắng đây. Để riêng ra đây. Tiếp tục. Cái này là của anh Hồng Bí Thư. Anh Hồng Bí Thư Đán Dầu nhá. Đấy, để ra đây. Đây là của anh trưởng thôn Xì. Để ra đây. Bốn hộp à? Đây chắc của mình rồi, chắc chắn rồi. Đúng rồi. Của bạn Ước. Nhưng mà sao chị lại gọi mình là bạn nhỉ? Chị hơn tuổi mà. Đấy, bây giờ ba cái hộp này của anh Thắng với cả anh Hồng, anh Xì thì hôm nào lên Đán Dầu với anh Thắng lên Đán Dầu thì mình sẽ chuyển lên cho anh Hồng, anh Xì nhá. Còn tí lấy cái này ra cho anh Thắng. Cái này bóc nhá. Cái này bóc đi. Cái này của mình bóc đi. Bóc ăn thử nhá. Đấy, qua đây cũng cảm ơn chị đã có những món quà dành riêng cho mình. Còn hôm qua thì mình đi ra nhà anh Thắng thì anh Thắng có đưa cho mình một túi mực. Đây là mực của cô Tuyến ở Quảng Ninh nhá. Cô gửi cho cá nhân mình. Thì hôm qua mình đã cầm về nhà rồi. Đây. Sáng nay vừa bỏ ra, hôm qua còn để quên trong cốp xe. Đấy, qua đây thì cháu cũng xin cảm ơn cô Tuyến. Bi nè. Tí cho vào túi ba cái này để chiều lấy ra cho nhà anh Thắng. Đây hạt điều đây. Xem nào, xem cái tem mác nó nữa. Đây là hạt điều Nam Phương, Bình Phước. Ở Bình Phước, nghe đặc sản của Bình Phước. Nhưng mà chị là Bình Dương. Ăn thử xem nào. Ăn cả vỏ, bỏ vỏ ra. Bỏ vỏ ra chứ ai ăn cả vỏ bao giờ. Đấy. Cái này của mình thì cất vào tủ lạnh nhá. Thì bọc kín và cho vào tủ lạnh. Ok. Xong lấy một cái túi bóng. Tí để đựng cái này, tí lấy ra nhà cho anh Thắng. Hôm nào lên Đán Dầu thì sẽ chuyển cho anh Xì với anh Hồng. Ngon ngon giòn giòn. Qua đây thì cháu cũng xin cảm ơn món quà của cô Tuyến và của chị Cầu. Mình đã đựng cho vào túi này hết rồi nhá. Tí đưa ra nhà anh Thắng thì sẽ cầm ra. Còn mực này sẽ cho vào tủ cất. Đấy, mình vừa bóc xong quà của chị Cầu xong. Đã cho vào túi hết rồi. Thì lại vừa nghe điện thoại của anh Thắng gọi thì bảo là bây giờ mình sẽ đi ra chỗ điện máy xanh để mà mua tivi cho nhà anh Vư cụt tay. Thì sẽ lấy cả cái hạt điều này ra luôn cho anh Thắng. Để hôm nào lên Đán Dầu thì chuyển cho anh Hồng và anh Xì. Cất vào đây. Bây giờ mình sẽ đi ra điện máy xanh nhá. Đấy, với anh Sùng đang định bảo là đi xuống điện máy xanh nhưng mà bây giờ lại chuyển sang điện máy Hồng Hà. Quá đi anh. Em vào đi. Chị, em đến mua tivi chị ạ. Còn em hay đi mua nhiều mà. Em giá tầm 3 triệu thôi. Em mua cho Asanzo hả chị? Đâu loại nào chị? Con
còn nếu mà bây giờ những cái dòng Coda với hàng Hindo này thì nó đều có mạng hết rồi. À loại này là gì? Vâng, cái này là không có mạng đâu. Asanzo, loại này là bao tiền chị? 2.890 à? Hai loại này như nhau luôn. Hai loại này đắt hơn này. Thì nó có mạng thì nó đắt hơn. Ừ. Còn nếu mà ở trên đấy nhưng mà anh tư điện mà trên đấy thực ra nó không có mạng đâu chị ạ. Thì anh lấy cái loại như vâng. Thế chị lấy cái có cái loại nào hơn 3 triệu là 3 triệu không? Hay chỉ có mỗi loại 2 triệu 8 này không chị? Không, bây giờ những cái hãng khác nó bỏ hết những cái model mà thường rồi, nó chỉ có những cái model mà có wifi thôi. À vâng, thế chị lấy loại này xem luôn. Cái này là có khuyến mại hay giảm giá gì không chị? Có treo tường không? Em đặt lên kệ thôi. Kệ thôi. Cái này anh được mà nhỉ? Được. Đẹp hơn anh cái loại mô beo kia. Ừ. Hả? Đây đủ hết này. Bây giờ thì thay đổi chỗ một tí đi hỏi xem ở đây nó giá cả như thế nào. Nó có đẹp hơn không? Rẻ hơn không? Chế độ bảo hành như thế nào? Đây là TV này là bảo hành 2 năm nhá. Asanzo. Đấy, thử luôn. Cắm luôn trực tiếp, bật cái là lên luôn. Đây là bật lên luôn rồi. Ừ. Đây còn vặn ra đấy. Mấy cái trong buộc thử được mà. Chế cái này rút điện ra được luôn nhỉ? Được không? Rút ổ điện này ra luôn nhá. Để kỹ thuật làm cái này chỉ sơ suất đấy, trong điều khiển các kiểu đấy, cái này coi như là thử luôn đấy nhỉ. Thử điều khiển đấy hả? Điều khiển nếu mà ví dụ như anh mà muốn ấn vào chảo này, ấn nút này nó sẽ hiển thị lên cái danh sách này, anh cắm AV là pi AV1 hay AV2 này, HD là giống như bọn em đang cắm đây, thì ấn lại enter thì là được. Vâng. Đây, nếu bảo hành thì chị cứ đút vào trong hộp luôn cho em được. Bảo hành 2 năm. Anh dùng để đây, tí cho vào hộp. Ngay thì chân của anh chỉ có mỗi một ốc là 6 lít thôi. Nguyên một ốc rồi. Vâng, một ốc rồi. TV này nhìn đẹp hơn loại Mobile kia nhỉ? Nhìn đẹp hơn. Bọn em hay mua Mobile ở trong điện máy xanh ấy. Nhưng mà bây giờ lại chuyển sang loại này xem mà nó có đẹp hơn không? Loại này nhìn đẹp hơn. Loại này thì nó sẽ tốt hơn Mobile đấy. Asanzo. Mà giá nó cũng bằng tiền mà. Bằng tiền. Đấy cũng 2 triệu 8. 2 triệu 8 mấy chục ấy. Em thì hãng nào dùng là của em về bán. Đây toàn đắt rồi, cái loại này rẻ nhất đúng không? Vâng, rồi vừa tiền nhé, vừa tiền nhé. Ốc với cả cái chân của nó là đẹp hết trong này nhé. Vâng. Pin piếc là có hết rồi nhỉ anh? Vâng, pin là để trong vừa lắp vừa điều khiển. Nhìn ra ngoài đắng. Sao anh dám băng dính rồi mà. Lần đầu mua làm giám. Tính nhìn. 2.8 triệu. Anh em gửi tiền. Vừa mua TV rồi. Vâng. 2 triệu 8 anh dùng đếm của em.
200 đấy, cầm ra 3 triệu này. Đấy. Thanh toán đây luôn, thôi. Thế cứ đặt cho anh. Cho anh xin thông tin nhé. Nguyễn Công Ước ấy. Thử không? Ừ, H22. Vâng. Bảo hành chứ. Vâng vâng. Bây giờ cái TV quét lên cho nó hoạt động. Cất này đi. Tí cất vào trong cái hộp kia. Vâng. Được chưa anh? Xong hết chưa? Vâng, em cất hết rồi. Thế em chào anh nhá, cảm ơn anh nhá. Vâng vâng. Em về đây. Bây giờ anh để đây, để xem. Buồn vào đây. Đấy. Nhưng mà cái này lấy ra. Không sao, không sao. Ở cái đấy anh treo xe anh đi, tí đằng nào cũng lên nhà anh Thắng. Cái đấy là của anh Thắng với cả anh Hồng.